Xin kính chào bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Cảm ơn tất cả anh em đã mua đầu của bên em, mua máy alo. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Hộp nhôm này là bên em đã thay đổi sang cái màu hộp gỗ nha bác nha. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Đấy, kênh YouTube của em là Loa Bán Hàng Rong nha. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Bánh mì nóng nhá. Đây. Đây là em đâu sẵn các bác nhá. Thì đây cũng như thường lệ là dấu cộng em đánh dấu là dương mía quy này. Dấu trừ là âm mía quy này. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Hắn nhỏ gọn hơn. Hắn cũng bền và chịu được nước nhá. Còn âm ly bên em. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Trực tiếp đây. Đây là em đang gắm trực tiếp lên máy này. Đấy. Đây là cắm thẻ trực tiếp nha các bác nha. Đấy. Các bác có USB thì cắm USB. Cắm thẻ nhớ nếu các bác mua cả thẻ nhớ bên em. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Đây em mở thử này. Đây là bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Đấy. À, đây bây giờ này con nước bấn. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Âm ly do bên em tự chế 100% rất là nhiều nha. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? 0976149112 nhá. Các bác chỉ cần đầu câu mình cái dây bình ác quy lên từ bình xe máy lên thôi nhá. Đây là bình xe máy này. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Thì kết nối lên xe ô tô thì các bác câu từ bình ác quy ô tô lên là ok các bác nhá. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Lo này đây là lo 10. Video sau em sẽ làm cái lo 15, bên lo 15 nhé. Thì cái này là lo 10. Anh em có nhu cầu lo 10 thì em sẽ để lo 10 các bác nhé. Lo 10 cũng bền nhá. Chứ không phải là không bền. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Bánh mì Big C đặc ruột thơm ngon đây. Ai bánh mì Big C đây? Ai bánh mì Big C nào? Thôi. Video hôm nay em làm ngắn nên vậy cho nha. Video sau em sẽ làm dài hơn. Xin chào và tạm biệt các bác nhé. Chúc các bác buổi sáng vui vẻ nhé.